Quý vị thân mến, trong thời buổi vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều bất cập như hiện nay, thì thực phẩm bẩn là một trong những nguyên nhân chính gây ra nhiều loại bệnh tật, trong đó có bệnh về dạ dày. Đây là điều mà chúng ta không cần phải bàn luận thêm. Thế nhưng bạn có biết rằng, đôi khi có một số loại thực phẩm, mà cụ thể ở đây là rau xanh, dù có hương vị thơm ngon, là món ăn yêu thích của rất nhiều người, song nếu tiêu thụ quá nhiều cũng sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đến dạ dày hay không? Vậy câu hỏi được đặt ra là loại rau nào chúng ta cần hạn chế ăn để bảo vệ cho dạ dày? Mới đây, các chuyên gia dinh dưỡng của Trung Quốc đã khuyến cáo về 5 loại rau tốt nhất không nên ăn thường xuyên, kẻo làm hỏng dạ dày, kéo theo hàng trăm bệnh tật nguy hiểm khác. Hãy cùng theo dõi video để biết cụ thể hơn về những loại rau này bạn nhé! Các bạn thân mến, dù không bị thối hỏng, nhưng 5 loại rau này nếu được ăn nhiều sẽ gây ra những ảnh hưởng bất lợi cho người dùng, đặc biệt là khiến dạ dày cảm thấy khó chịu, lâu dần có thể hình thành ung thư. Thứ nhất là các loại rau gia vị cay nồng. Để có một bữa tối ngon miệng, trừ khi mọi người không thể ăn được cay, còn lại hầu hết mọi người sẽ thích cho một ít ớt, tiêu hoặc ớt ngâm chua để tăng hương vị khi nấu, kích thích vị giác tốt hơn. Nhưng đối với dạ dày, nó không thích những rau gia vị như vậy. Mặc dù trước những món ăn ngon thì cảm giác ngon miệng là quan trọng nhất, nhưng nếu ăn nhiều thức ăn gây kích thích như vậy trong thời gian dài sẽ dễ gây kích ứng niêm mạc dạ dày hơn. Về sau, chức năng sinh lý của đường tiêu hóa bị suy giảm, khiến bạn dễ gặp các bệnh về đường tiêu hóa. Vì vậy, trong cuộc sống thường ngày, chúng ta nên đảm bảo chế độ ăn uống nhẹ nhàng, hạn chế sự xuất hiện quá nhiều, quá thường xuyên của các loại rau gia vị cay nồng bạn nhé. Thứ hai là các loại rau muối chua. Nhiều người rất thích ăn các loại rau ngâm chua, nhưng do loại rau này chứa nhiều muối, cộng với khả năng chứa nitrit, nên một khi nó đi vào trong dạ dày, sẽ chuyển hóa thành độc. Chất này đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo là chất gây ung thư mạnh, đặc biệt nguy hiểm đối với sức khỏe của dạ dày. Đối với những người thích ăn rau muối chua thì nên dùng một nguyên liệu trong nấu ăn hàng ngày có tác dụng tương đương với muối. Việc làm này sẽ giúp rau muối giảm đi độ mặn và lượng nitrit bên trong nó. Còn nếu muốn ăn riêng rau muối thì tốt nhất bạn nên ngâm nước trước để muối bám trên rau tan bớt trong nước, giảm tổn thương mà nó có thể gây ra cho dạ dày nhé. Thứ ba là rau đã nấu chín để qua đêm. Có thể trong đời sống hàng ngày, bạn sẽ gặp tình trạng là nấu hơi quá tay các món ăn và không thể ăn hết được. Trong trường hợp đó là rau thì tốt nhất đừng nên tiêu thụ tiếp, bởi đa phần các loại rau chúng ta tiêu thụ hàng ngày là rau lá xanh. Chúng có xu hướng chứa hàm lượng nitrit cao hơn các loại rau họ cải và rau họ củ. Rau đã nấu chín nếu được để qua đêm thì lượng nitrit bên trong sẽ càng tăng cao hơn. Cũng giống như các loại rau muối, lượng nitrit này đi vào cơ thể sẽ tạo thành chất gây ung thư cho dạ dày, sẽ làm tăng nguy cơ ung thư. Bên cạnh đó, rau đã nấu chín khi để qua đêm thì hàm lượng dinh dưỡng và mùi vị cũng đã biến đổi, mất đi rất nhiều. Do đó bạn không cần phải tiếc của mà cố gắng ăn chúng đâu nhé. Thứ tư là các loại rau khiến cơ thể bị dị ứng. Vì cơ địa mỗi người đều khác nhau nên việc có phản ứng bất lợi sau khi ăn một loại rau nào đó cũng khác nhau. Chẳng hạn một số người bị dị ứng với cần tây thì mỗi lần ăn sẽ bị ngứa da, mẩn đỏ và tiêu chảy. Có người lại bị dị ứng với rau bina sẽ gặp phải tình trạng tiêu chảy, đau dạ dày, chướng bụng nếu cố tình ăn nó. Trong cuộc sống, đặc biệt là khi ăn ở bên ngoài, bạn khó có thể biết các nguyên liệu được đầu bếp cho vào món ăn của mình chính xác là gồm những gì, nên thi thoảng sẽ gặp phải tình trạng dị ứng nhẹ. Tuy nhiên, nếu cứ lặp lại tình trạng ăn phải loại rau mà mình bị dị ứng này, lần nào cũng có những phản ứng khó chịu thì sẽ không có lợi cho sức khỏe đường tiêu hóa. Đây là điều mà mọi người nên chú ý. Thứ năm là rau chưa được rửa sạch. Điều quan trọng khi ăn là phải chọn nguồn rau sạch, rửa cẩn thận trước khi ăn. Bạn nên chọn mua rau có nguồn gốc rõ ràng, bởi trên thị trường có bán các loại rau được phun thuốc bảo vệ thực vật, thuốc tăng trưởng có hại cho dạ dày nói riêng và sức khỏe tổng thể nói chung. Sau khi mua rau về, bạn cần nhặt sạch, rửa nhiều lần với nước sạch. Các loại rau như rau cần, bông cải thì càng nên cẩn thận bạn nhé. Các bạn thân mến, cũng giống như rau xanh, vốn dĩ là thực phẩm rất cần thiết cho sức khỏe, nhưng vì ăn sai cách gây hủy hoại dạ dày, những loại thực phẩm sau đây cũng được coi là khắc tinh của dạ dày nếu bạn sử dụng không hợp lý, đặc biệt là khi bạn đang đói, dạ dày rỗng tuếch. Thứ nhất là sữa tươi và sữa chua. Cảnh giác khi sử dụng sữa tươi và sữa chua khi dạ dày đang rỗng. Từ những nghiên cứu thu được phát hiện, nếu ăn sữa chua và sữa tươi không đúng thời điểm, không tốt cho dạ dày, vì trong sữa chua có chứa men sinh vật có lợi, nếu ăn lúc đói sẽ bị axit trong dịch vị dạ dày tiêu diệt, không phát huy tác dụng. Còn đối với sữa tươi thì việc ăn khi đói sẽ gây ra hiện tượng rối loạn tiêu hóa, do axit dịch vị dạ dày gặp casein trong sữa sẽ gây kết tủa khó tiêu. Bạn sử dụng sữa tươi khi đói sẽ xuất hiện tình trạng mệt mỏi, buồn nôn, đầy bụng khó tiêu và lâu dần gây bệnh dạ dày.
Khuyên bạn không nên uống sữa hoặc ăn sữa chua vào buổi sáng hoặc khi đói bụng. Giảm tác hại, bạn có thể kết hợp bánh mì với sữa sẽ tốt hơn cho dạ dày. Thứ hai là quả chuối chín. Theo tiến sĩ học người Nga khẳng định, chuối có nguồn dinh dưỡng rất dồi dào, có lợi cho sức khỏe, tốt cho dạ dày nếu ăn uống đúng cách. Cũng theo nghiên cứu được đưa ra kèm theo khuyến cáo, không nên ăn chuối khi dạ dày còn rỗng. Do ăn chuối khi đói sẽ có hàm lượng magie trong cơ thể đột ngột tăng cao, phá vỡ sự cân bằng của magie và canxi trong máu, gây ức chế mạch máu tim, không có lợi cho sức khỏe. Lời khuyên là ăn chuối sau bữa ăn khoảng 30 phút sẽ rất tốt cho sức khỏe bạn nhé. Thứ ba là đường và các loại kẹo ngọt. Khi đói bụng mà ăn nhiều đường sẽ làm hàm lượng đường đơn vào máu tăng đột ngột. Nếu tình trạng này kéo dài, cơ thể không tiết đủ chất insulin để duy trì mức độ bình thường của lượng đường trong máu, khiến đường đột ngột tăng cao, gây ra tình trạng mất ngủ. Đặc biệt ăn đường khi đói còn kích thích dạ dày co bóp, tăng tiết axit dịch vị dạ dày, làm tăng nguy cơ bị viêm loét dạ dày đấy nhé. Quý vị thân mến, theo Hội Khoa học Tiêu hóa tại Việt Nam, số lượng người có nguy cơ mắc bệnh dạ dày tại nước ta lên tới 70%, một con số rất đáng lo ngại đúng không quý vị? Và thực tế cho thấy, bệnh dạ dày có liên quan chặt chẽ tới chế độ ăn uống hàng ngày. Chính vì vậy, chúng ta càng phải thận trọng hơn trong việc ăn uống. Vậy ngoài việc loại bỏ những thực phẩm gây hại cho dạ dày vừa rồi, chúng ta cần có một chế độ dinh dưỡng như thế nào để bảo vệ cơ quan quan trọng này? Điều đơn giản nhất đó chính là bổ sung cho mình 9 loại rau quả sau đây quý vị nhé. Thứ nhất là rau bắp cải. Rau bắp cải được mệnh danh là vua của các loại rau bởi trong thành phần dinh dưỡng của rau bắp cải có chứa calo, đạm, chất xơ cùng nhiều vitamin rất tốt cho sức khỏe con người. Ngoài ra trong rau bắp cải còn có chứa nhiều hàm lượng canxi cao nhất trong các loại rau. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thì hàm lượng canxi trong một cốc nước ép bắp cải có thể tương đương với một cốc sữa. Chính vì vậy, bạn hãy thường xuyên ăn rau bắp cải sẽ tốt cho xương khớp của bạn. Ngoài ra, trong rau bắp cải có chứa rất nhiều chất xơ không hòa tan, giúp giữ cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn. Đồng thời, khi bạn thường xuyên ăn bắp cải, có thể tốt cho dạ dày và tiêu hóa, đồng thời ngăn ngừa táo bón. Thứ hai là đậu bắp. Trong y học cổ truyền, một quả đậu bắp non được sử dụng như một vị thuốc chữa viêm dạ dày vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, rau đậu bắp còn chứa một chất nhầy trong đậu bắp được cho rằng có thể giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ làm lành các vết viêm loét, tốt cho dạ dày của bạn. Ngoài ra, trong thành phần dinh dưỡng của đậu bắp rất giàu vitamin C và chất xơ hòa tan, đồng thời chất nhầy bên trong đậu bắp chứa một lượng lớn các chất arabinan, galactan, rhamnose, protein, v.v. rất tốt cho sức khỏe của con người. Thứ ba là rau cải bẹ xanh. Ăn rau cải bẹ xanh sẽ giúp hạn chế tiết dịch vị ở người bệnh trào ngược dạ dày với các thành phần dinh dưỡng chứa vitamin A, B, C, K, chất xơ, v.v. Bên cạnh đó còn giúp ổn định hệ tiêu hóa, điều trị khó tiêu, giảm cảm giác kích thích ở đường ruột và hỗ trợ điều trị chứng xuất huyết dạ dày. Ngoài tác dụng hỗ trợ điều trị trào ngược dạ dày, rau cải bẹ xanh còn có tác dụng thanh nhiệt, chữa viêm họng, chống lão hóa da, hỗ trợ cho người bệnh gút, tiểu đường, tim mạch. Đây là loại rau có vị cay đắng, bạn có thể sử dụng làm món canh, món xào trong bữa ăn. Thứ tư là rau mùi tây. Rau mùi tây chứa nhiều các vitamin A, B, C, khoáng chất như là sắt, canxi, kali, v.v. có khả năng làm giảm lượng axit dư thừa trong dạ dày, kháng viêm, giảm đau ở dạ dày và ruột, từ đó làm giảm các triệu chứng ợ chua, ợ nóng của trào ngược dạ dày. Ngoài ra, rau mùi tây còn làm tăng cảm giác ngon miệng cho người bệnh rối loạn dạ dày. Đặc biệt, nhờ vào hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, rau mùi tây giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa thiếu máu và phòng ngừa ung thư. Thứ năm là bí ngô. Pectin có trong bí ngô sẽ có thể hấp thụ các vi khuẩn và các chất độc hại như kim loại nặng để làm sạch cơ thể của bạn, đặc biệt là tại dạ dày. Đối với những bệnh nhân viêm loét dạ dày, ăn bí ngô chính là một biện pháp giảm đau và hỗ trợ điều trị bệnh rất tốt. Bạn có thể nấu canh bí ngô hoặc cho bí ngô vào súp, cháo trong các bữa ăn tối hàng ngày để đảm bảo hiệu quả tốt nhất. Thứ sáu là củ tỏi. Cơ thể người đau dạ dày đang gặp phải tình trạng vi khuẩn HP đang ngày đêm hoành hành. Một giải pháp hiệu quả để cải thiện tình hình là tỏi. Người bệnh được khuyến khích nhai tỏi sống từ 2 tới 3 tép một ngày để cải thiện tình hình. Vì tỏi chứa rất nhiều các chất chống oxy hóa, chúng có công hiệu ức chế đồng thời làm chậm quá trình tăng trưởng của vi khuẩn HP. Thứ bảy là quả đu đủ. Đu đủ luôn là cái tên được xếp hàng đầu trong danh sách các loại quả tốt cho tiêu hóa. Điều đáng chú ý là đu đủ chín có chứa hoạt chất kích thích hệ tiêu hóa hoạt động chân chu và hiệu quả hơn. Nếu người bệnh đang gặp chứng cơn đau dạ dày, hãy ăn đu đủ để tạo cảm giác xoa dịu dễ chịu. Tuy nhiên, bệnh nhân đau dạ dày chỉ nên lựa chọn đu đủ chín và hạn chế đu đủ xanh, tránh gây đau bụng. Thứ tám là củ gừng. Theo nguyên lý của đông y, gừng có vị cay, tính ấm,
Do vậy, từ các bài thuốc cổ truyền ngàn xưa, một vài lát gừng tươi hoặc một cốc trà gừng ấm là bí quyết chữa đau dạ dày rất tốt. Vậy nên để cải thiện và tăng cường chức năng tiêu hóa, bạn hãy áp dụng cách đơn giản này nhé. Thứ 9 là quả táo đỏ. Các nhà khoa học đã thành công trong việc tìm ra táo có chứa thành phần đặc biệt, đó là chất betin. Đây là một dạng sợi thiên nhiên có thể hòa tan trong nước. Nó đồng thời có khả năng kích thích hoạt động đường ruột, hỗ trợ bài tiết, ngăn ngừa táo bón. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, táo còn có thể bôi trơn hệ tiêu hóa, góp phần hạn chế chứng tiêu chảy đấy bạn nhé. Quý vị thân mến, để giúp dạ dày luôn ở trong trạng thái tốt nhất, bạn cần phải tránh ngay 5 loại rau gây hại cho dạ dày khủng khiếp. Thứ nhất là các loại rau gia vị cay nồng. Thứ hai là các loại rau muối chua. Thứ ba là các loại rau đã nấu chín để qua đêm. Thứ tư là các loại rau khiến cơ thể bị dị ứng. Và thứ năm là rau chưa được rửa sạch. Hãy hạn chế ăn ngay những loại rau này để bảo vệ sức khỏe của mình bạn nhé. Sống an lạc, sống khỏe, sống thọ.